Good day everyone. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Mình là Lý Minh Khoa, các bạn gọi mình là William cũng được. Thì có thể đây là video đầu tiên của mình mà mọi người xem được, hoặc là đã biết mình trước đó rồi á, thì mình rất là cảm ơn các bạn vì đã quan tâm và theo dõi những nội dung tiếng Anh của mình nha. Để mà giới thiệu sơ về bản thân á, thì mình đang là một giáo viên kiêm thêm cỡ 80 ngày khác nữa liên quan tới tiếng Anh. Mà hiện tại thì mình đang có hứng về việc sáng tạo nội dung giảng dạy trên các nền tảng online bằng một phương pháp mà chắc là trước giờ ít có ai làm. Đó là mình sẽ dịch các bài hát Anh Việt và Việt Anh. Thì trong quá trình dịch đó, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức hữu ích về tiếng Anh mà đôi khi là nhiều thứ thập cẩm khác nữa. Và đặc biệt á, là những bài hát của mình dịch được đều có thể hát được như bài hát gốc. Cho nên là hy vọng mình và các bạn sẽ là những người đầu tiên khuấy động cái trang dịch bài hát này nha. Và cùng nhau vượt qua những rào cản ngôn ngữ đối với âm nhạc và ca hát trong tương lai. Thì video này của mình á, sẽ được đặt nằm ngang, vì nếu để dọc thì sẽ không thể hiện được hết những nội dung hay từ vựng ở trên màn hình. Cho nên là các bạn nào á, mà xem bài điện thoại á, thì hãy xem ngang màn hình để có những trải nghiệm tốt nhất ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và một trong những bài hát đầu tiên mà khiến mình hứng thú với cái chuyện dịch thuật á, đó là bài Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh. Thì chắc là một chút xíu thông tin cơ bản về bài hát này sẽ có ích cho chúng ta ha. Sau Lời Từ Khước là bài hát chủ đề của phim Mai, đạo diễn bởi Trấn Thành và được công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay 2024, sáng tác và thể hiện bởi Phan Mạnh Quỳnh, idol của mình và cũng là chủ nhân của nhiều bài hát hay khác như là Khi Người Yêu Mình Khóc, Tri Kỷ, 8 năm rồi đó, hồi 2016 tới giờ, Ngày Kia Giông Bão của phim Người Bất Tử, rồi Có Chàng Trai Với Lên Cây của phim Mắt Biếc cũng cùng năm 2019, bài nhạc 2020, Sao Cha Không Của Bố Già 2021, Đa Đoan 2022, Biết Ơn Bởi Đang Ở Lại 2024. Phan Mạnh Quỳnh còn nhiều bài hay khác lắm mà sao không nói. Thật lòng mà nói thì mấy bài nhạc của Phan Mạnh Quỳnh á, mình không thấy bài nào là không hay hết á. Cho nên là mấy bài mình đã kể nãy giờ á, thì là mấy bài mình đã từng nghe và liệt kê vậy thôi, chứ không có tiêu chí gì hết trơn á. Quên nữa, để mà dịch bài này được hợp lý á, thì bắt buộc mình phải liên hệ với phim Mai của Trấn Thành chứ hả. Thì chắc các bạn ở đây đã xem hoặc là đã biết nội dung phim rồi á, thì mình xin tóm tắt sơ lược lại như thế này thôi. Thì nhân vật chính của phim này á, là một chị tên Mai, cũng thuộc hàng 30 rồi á, khá là đứng tuổi để tìm kiếm tình yêu, chưa kể tới quá khứ đau thương nè, gia đình bất hạnh nè, cha nghiện cờ bạc nè, rồi phải mang thai ngoài ý muốn nè, là mẹ đơn thân nuôi con bằng cái nghề massage mà nghe qua thấy thị phi rồi á. Tuy nhiên thì chị Mai này vẫn giữ cho mình được một cái tâm hồn trong sạch và lương thiện giữa đất thành phố hoa lệ. Ngược lại với Mai á, là một khứa thanh niên trẻ sắc gái tên là Dương, công tử trong gia đình giàu sang phú quý, ra riêng sống để tìm nguồn cảm hứng nghệ sĩ sáng tác âm nhạc đồ này nọ kia. Và một lần nọ gặp được Mai và bị một thằng bạn thách thức, cho nên là Dương quyết tâm cua cho được Mai, nhưng mà dần dần lại bị rung động thật sự bởi chị này. Thì Dương sau đó từ bỏ cái lối sống tào lao nhảm nhí trước giờ luôn và trao cái tình yêu chân thành nhất của mình cho Mai. Nhưng mà nếu bạn trông chờ một cái happy ending á, thì Trấn Thành sẽ đẹp. Cái gì vậy anh ạ? Hai người cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng và thề non hẹn biển thì cũng phải đường ai nấy đi, do hoàn cảnh hai người quá khác biệt. Rồi ám ảnh quá khứ của Mai theo suốt cuộc đời Mai, và gia đình của Dương thì cũng phải đối kịch liệt. Để nói là phim này hay thì không hay á, thì mình khẳng định là nó có hay. Diễn xuất hay, bối cảnh xịn, âm thanh âm nhạc cũng xuất sắc, nhất là có bài nhạc của Phan Mạnh Quỳnh á. Nhưng mà nói thiệt là mình thích nó hay không á thì chắc hên xui. Kịch bản mình thấy nó hơi gượng, những cái sự kiện với biến cố trong phim này xảy ra quá liên tục rồi, nó xui xẻo chồng chất xui xẻo, làm cho cuộc đời của Mai xuống đáy xã hội không ngóc đầu lên nổi luôn. Phải tới cuối cùng á thì mới có tiến triển trong sự nghiệp và trong việc nuôi con á, nhưng mà chỉ tình cảm thì thôi rồi, hết cuốn. Đấy thì thôi, ý đồ của đạo diễn thì muốn người xem đau khổ, nhưng mà chắc là ở vũ trụ song song nào đó khác thì sẽ có cái kết của hậu ha. Rồi, bộ tính làm review phim luôn hay gì á? Rồi, sơ lược phim là như vậy thôi. Thì mình có thể dịch được bài hát này ok rồi đó. Bắt đầu với phần quan trọng nhất của bài hát nha. Các bạn biết là gì không? Đúng vậy, cái tựa bài. Đôi khi là cái tựa bài hát thôi cũng đã đủ khiến cho mình hiểu được chuyện gì sẽ ra trong bài hát này luôn. Và ngược lại, nguyên cái bài hát này á, cuối cùng sẽ cô động là chỉ còn một cái tựa. Thì nên là để dịch được cái tựa bài hát á, nó cũng là một thử thách. Và nhiều khi dịch hết nguyên cái bài hát này luôn á, mình mới quay lại dịch được cái tựa. Suy. Nhưng mà thử dịch nó trước cái đã ha. Thì sau lời từ khước á, mình sẽ chia nó ra làm hai phần, sau và lời từ khước. Sau lời từ khước. Thôi tự nhiên cái tôi tỉnh lại đi. Đối với cái từ sau á, thì nó là giới từ. Mình sẽ có hai sự lựa chọn, là chữ behind hoặc là chữ after. Mình sẽ phân tích từng chữ riêng nha. Hai chữ này nó sẽ khác nhau mà dùng dịch nó dễ chang à. Đầu tiên á, là chữ behind. Behind ở đây á, nó có nghĩa là ở sau thứ gì đó về mặt vị trí địa lý, thì thường bị cái thứ phía trước che đi.
Thì ở đây mình sẽ có một cái ví dụ là The wall behind me is light blue. Thì có nghĩa là cái bức tường ở đằng sau tôi thì nó màu xanh nhạt. Đó. Hoặc là mình có thể có ví dụ là There is a small garden behind my house. Ở đằng sau nhà tôi á, nó có một cái khu vườn nhỏ. Thì cái khu vườn nhỏ đó nó sẽ bị nhà tôi che khuất đi. Thì nó là vậy đó. Còn đối với cái từ after đó thì nó có nghĩa là một việc xảy ra sau một việc, hoặc là một thời gian nào đó ở trước nó. Ví dụ như là I will sing this song after translating it. Tôi sẽ hát cái bài này sau khi dịch nó. Hoặc là một ví dụ khác như là They went home after 10. Trong những trường hợp mà bạn dùng một con số nào đó đến cuối câu mà đến trùi lũi giống vậy đó, thì nó tức là nó chỉ thời gian. Mà trong trường hợp này là nó chỉ giờ. Họ về nhà sau 10 giờ. 10 giờ gì mình tự biết. Đó. Hoặc là They went home after 10. Nhưng mà mình thêm một cái đơn vị gì đó vô. Ví dụ như là minutes. They went home after 10 minutes. Có nghĩa là họ đã đi về nhà rồi. Và sau 10 phút trôi qua họ đã về tới nhà. Thì nó có nghĩa là vậy. Rồi, một sự việc nào đó xảy ra sau một việc đó khác. Về mặt thời gian, thì cái chữ sau trong trường hợp này nè, nó có thể là một trong hai, hoặc có thể là một từ thứ ba nào đó mà mình chưa biết. Cho nên nhiều khi mình phải dịch hết bài đó thì mình mới nắm được thông điệp của nó. Và đến cái phần thứ hai á, nó là lời từ khước. Từ khước là gì? Từ khước. Thì mới đầu mà mình nghe cái tên bài hát này á, thì mình cũng có một cái sự thắc mắc với lại ức chế nhẹ nhẹ. Không phải gọi là ức chế, nhưng mà không phải là không gọi là ức chế. Ủa gì vậy? Thì nói vậy đó, từ khước là gì, sao phải là khước từ. Nhưng mà nếu mà giả sử mà đặt trường hợp á, là mình dùng cái từ từ chối, thì mình cũng có thể gọi nó là chối từ. Chối từ, từ chối. Thì tại sao khước từ không phải là từ khước nha? Có thể là qua bài hát này rồi á, thì Phan Mạnh Quỳnh mới phổ biến thêm một từ vựng khác nữa trong người Việt Nam. Thì đó, đối với từ lời từ khước hay là khước từ này nè, thì mình sẽ có 3 từ vựng mà có thể xài được trong tình huống này. Thì đó là refusal, rejection và denial. Thì ở đây á, mình sẽ có những sự lựa chọn như là behind hoặc là after. Và lời từ khước nó sẽ là the refusal, rejection hoặc là denial. Thì á, trước khi dịch bài hát này á, thì mình xin ghi ra sau đây những cái đoạn và cái số từ tương ứng của mỗi đoạn đó mà chúng ta cần phải dịch. Và mình đã lượt đi những đoạn điệp khúc và trùng lặp rồi á, cho nên chỉ những cái đoạn này thôi á là mình đã cần dịch là ok rồi. Rồi ha, mình sẽ đi vào đoạn đầu tiên. Thì sẵn đây á, mình cũng xin đếm số chữ trong câu luôn. Tiếng Việt của mình á là cái ngôn ngữ mà mỗi một âm tiết á nó cũng tương ứng với một chữ, nó cũng giống như là tiếng Trung vậy đó. Nhưng mà đối với tiếng Anh thì nó khác. Không phải lúc nào một chữ nó cũng là một âm tiết hết. Cho nên là để mà dịch mà hát được á, thì mình phải đảm bảo được cái số âm tiết hay là cái số từ, số âm tiết chứ, nó phải tương ứng giữa hai ngôn ngữ. Thì bây giờ mình phải đếm cái số âm tiết của tiếng Việt mình trước, để có thể biết chính xác được nó là bao nhiêu, để lát nữa mình dịch. Ok. Rồi. Chân mềm tôi đắm, vẫn còn vương vấn cũ sau làn da thắm. Vết thương chưa dứt đủ, thế nên mình đến lúc này. Biết đâu là quá ngày dài. Rồi, đủ chữ rồi ha. Một bước quan trọng nữa để tiến hành dịch được cái bài này á, là chúng ta cần phải dịch nó từ tiếng Việt sang tiếng Việt đơn giản hơn, để nắm rõ được cái nội dung và từng phần của nó. Thì bên cạnh đó đó, thì mình cũng phải để ý những cái từ mà ở cuối câu nó cũng phải vần với nhau, giống như là cái ý đồ của tác giả vậy đó. Ít ra thì mình dịch mình cũng phải để ý tới cái yếu tố đó đi chứ ha. Hoặc là ít nhất là tôi muốn vậy. Nghe nó hay hơn. Rồi, ok. Ví dụ như là đoạn đầu tiên đi. Và vô câu đầu tiên. Thì ở đây mình sẽ có chân mềm tôi đắm, vẫn còn vương vấn cũ. Và câu thứ hai, sao làn da thấm, về thường chưa xứng đủ. Nó sạch chiếc chữ U. Nó sẽ vần cái chữ U. Và trong khi mình dịch tiếng Anh thì mình cũng phải đảm bảo được cho hai câu này nó cũng ít nhất là nó cũng phải vần với nhau ha. Nó cũng phải như vậy đó. À, ok, mình sẽ dịch tiếng Việt của cái câu đầu tiên này ra tiếng Việt. Thì chăn mềm tôi đắp vẫn còn vương vấn cũ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong chăn của tôi đắp vương vấn cũ vẫn còn. Vương vấn cũ vẫn còn. Đó, thì mình sẽ đi sâu vô từng chữ một. Chăn mềm. Cái chăn với cái mềm là một phải không?
chăn mền, tiếng Anh là blanket, blanket. Rồi, còn mình sẽ có chữ đắp, đắp hay là phủ lên cái gì đó. Mình sẽ dùng cái chữ là cover, cover. Ví dụ như là mình sẽ dùng như là tôi đắp mền hay tôi đắp chăn. Nó sẽ là I cover myself with the blanket. À, và tiếp theo đó mình sẽ có chữ vẫn còn. Vẫn còn ở đây nó sẽ là động từ ha. Mình sẽ xài một trong những chữ như là remain, hoặc là stay, hoặc là persist, hoặc là linger. Tất cả những chữ này có nghĩa là còn lại, còn cái gì đó sót lại hay là vẫn còn. Đó, và tiếp theo đó mình sẽ có được cái chữ là sự vương vấn. Ở đây mình sẽ có một khái niệm này là danh từ. Mình sẽ có những chữ như là entanglement, hoặc là involvement, hoặc đơn giản là sự vương vấn này nó có thể được quy ra là những ký ức cũ, những ký ức của ngày xưa. Thì nó có thể là old memories, old memories. Đấy, thì sau khi mà dịch cả câu này ráp lại với nhau thì nó sẽ ra những cái sự lựa chọn như là in the blanket. Và ở đây á, bạn sẽ nhìn thấy một cái gọi là mệnh đề quan hệ. Và trong cái mền này nè, mà cái mà tôi đắp á, thì nó sẽ là in the blanket which I cover myself with. Thì đây, mình có thể rút đi cái chữ which và giữ nó hay không cũng được. Bỏ đi thì nó sẽ làm mệnh đề quan hệ rút gọn. Thì vế còn lại nó sẽ là entanglement, hoặc là old memories, hoặc là involvement. Đấy, và khúc sau nó sẽ là remain, stay, persist, hoặc là linger. Tại vì chủ từ nó đã là số nhiều rồi, mình không có cần phải chia động từ nữa. Đối với câu này thì nó quá dài rồi. In the blanket I cover myself with. Chẳng hạn như mình chọn cái chữ entanglement đi. Entanglement, remain. Nó tới đâu? 17 chữ hả? Cái gì vậy bà nội? Cho nên là bây giờ bắt buộc phải rút nó lại chỉ còn là 9 chữ thôi. Hoặc là bét lắm là cũng phải 10 chữ. Mình có thể ăn gian được đâu có một chữ nữa. Tại vì khi mà mình hát á thì có những cái câu hay là có những cái từ mà nó luyến á thì mình có thể ăn gian vô thêm một chữ nữa, nhưng mà ăn gian nhiều quá thành ra cái bản dịch của mình nó sượng lắm, với lại nó không còn giữ cái sự chuyên nghiệp nữa, cho nên là giữ cho 9 chữ thôi. Thì ở đây á, mình có những sự lựa chọn như sau. Mình sẽ có thể dùng là in my blanket, entanglement, remain là 10 chữ, mình ăn gian một chữ đó, mình ăn gian một chữ đó. Hoặc là mình có thể dùng cái chữ persist hoặc là linger cũng được. Nhưng mà cuối cùng thì giữa những chữ remain, persist và linger này, mình chọn chữ nào? Nó sẽ tùy vào cái câu thứ hai mà mình sẽ dịch. Tại vì câu hai mình dịch như thế nào á thì mình có thể dùng một trong ba chữ này để đảm bảo được cho hai câu đều vần cái chữ cuối. Ok. Đến câu thứ hai. Sau làn da thấm, vết thương chưa dứt đủ. Thì câu này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sau làn da tươi thắm của tôi, vết thương chưa lành. Đấy, thì nó nghĩa là vậy. Đầu tiên á thì mình sẽ có là sau làn da tươi thắm của tôi. Từ nội dung mà mình đã tóm tắt á và chữ làn da thấm này nè, thì ngay từ lúc này mình đã có thể nhận định được bài hát này á, nó đang được đặt ở góc độ của nữ chính. Nữ chính là chị Mai đó. Cho nên nếu bài này nữ hát sẽ ổn hơn là nam hát ha. Cho nên là ngay từ bây giờ á, cái vai vế xưng hô của bài này á sẽ là từ một người nữ. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Da, mình sẽ có chữ skin. Tươi thắm ở đây có nghĩa là cái gì đó nó còn mới không ta, nó còn kiểu như là còn trẻ tuổi. Không mà chị Mai trong phim này kiểu mang tiếng là bả lại đã có tuổi rồi á, nhưng mà nhìn bả còn trẻ cũng ok lắm, êm, ngon. Đó, thì tươi thắm ở đây mình có thể dịch là fresh, là da tươi thắm, fresh skin. Đó, và vết thương ở đây mình có thể dịch là wound. Còn cái chữ chưa lành ở đây mình có thể dùng là unhealed, hoặc là new, có nghĩa là còn mới, hoặc là vẫn được chữ fresh, cái gì đó vẫn còn tươi, vẫn còn mới, vẫn còn như vậy đó, thì mình có thể vẫn dùng cái chữ fresh. Thì nó lại giống với cái chữ fresh của ban đầu. Hai nghĩa này khác nhau nha, chứ không giống nhau đâu. Và rồi mình sẽ có bản dịch của cái câu này là in my fresh skin the wounds have been unhealed, hoặc là fresh, hoặc là new. Đấy, nhưng mà để rút nó lại á, để đủ chín từ hoặc là khoảng đâu tầm đó, thì mình có thể có bản dịch là in my fresh skin the wounds have been new, hoặc là the wounds have been fresh. Nhưng mà cả hai chữ fresh và chữ new này nó chả có cái gì dính dáng tới cái vần của cái câu đầu tiên hết. Nó khó cái chỗ này nè. Xài thì vẫn có thể xài được nhưng mà nó không hay.
nó mất đi cái chất của bản gốc rồi. Có thể là anh Phạm Anh Quỳnh sẽ không vui á. Anh coi video này không ta? Coi đi anh, hay lắm. Cho nên câu này á, mình có một cách dịch khác mà nó vẫn giữ được ý nghĩa của cái câu này, nhưng mà nó sẽ đổi cái vị trí của cách diễn đạt một chút xíu. Thì nó sẽ là: sau làn da tươi thắm của tôi á, thì tôi vẫn còn đang chịu đựng những vết thương chưa lành. Thì ở đây á, mình ăn gian theo một cái chữ mà mình nhét vô ở đây á, là cái chữ chịu đựng. Cái chữ chịu đựng ở đây thì chắc là biết chữ gì rồi phải không? Đúng vậy, nó là chữ sustain. Suffer phải không? Bạn nghĩ tới chữ suffer phải không? Nhưng mà cái chữ sustain nó cũng bằng nghĩa với chữ suffer nữa. Và khi mà tôi dùng cái chữ sustain này nè, ý đồ của tôi là đã muốn cho nó vần với lại cái chữ remain của câu 1. Thì đây, mình sẽ có thể biến đổi cái câu này thành là: in my fresh skin, fresh when I sustain. Và rồi tiếp câu thứ 3 thì mình sẽ có là: thế nên mình đến lúc này biết đâu là quá ngây dại. Hai câu này nó ngắn ngắn sao đâu á, gom lại thành một luôn cho dễ dịch á, nó cũng có sự liên hệ với nhau á. Thì nó có nghĩa là sao? Đến lúc này chúng ta có thể đã quá ngây dại. Ngây dại là gì? Ngây dại thì có thể là ngây thơ dại dột gom lại nhau á, kiểu ngu ngu á, kiểu nó giờ chưa biết gì, cư xử ngu ngu ngáo ngáo đồ này. Thì trước tiên mình sẽ có chữ đến lúc này là up to this point, hoặc là until now, hoặc là so far. Thì đối với những chữ này mà bạn thấy đó, trong đầu bạn hay nghĩ ngay tới được cái thì hiện tại hoàn thành. Thì tạo hành là gì ta? Là thì mà diễn tả một hành động hoặc sự việc đã xảy ra từ trong quá khứ kéo dài cho tới hiện tại và có thể tới tương lai. Oh my God. Thì như vậy đó, câu này mình sẽ dùng hành. Và tiếp theo đó mình sẽ có chữ quá. Quá ở đây mình sẽ có chữ so và chữ very. Mà mình hỏi các bạn nha, các bạn có phân biệt được chữ so và chữ very nó khác nhau sao không? Nó đều diễn tả nghĩa là quá phải không? Nhưng mà khác một cái á, là đối với chữ so á, nó có một chút yếu tố gì đó là cái cảm xúc của mình bỏ vô trong cái câu. Nhưng còn mà very á, thì nó mang yếu tố khách quan nhiều hơn, kiểu như mình đưa ra và nhận xét khách quan thôi, không có cảm xúc gì ở đây hết, thì nó sẽ là very. Cho nên là trong trường hợp này ở đây á, là mình sẽ ưu tiên dùng chữ so hơn là cái cảm xúc của mình sẽ để vô câu này. Kiểu sao tới bây giờ mình cứ hành động một cách ngu dốt như vậy, kiểu ngây ngô như vậy. Tiếp theo mình sẽ có chữ ngây dại. Thì mình có thể dùng các chữ như là stupid, foolish. Hoặc là nếu như chúng ta làm hành động gì đó mà dại dột, không lường trước hậu quả, mình cũng có thể xài một từ là chữ reckless. Biết đâu có nghĩa là mình không chắc chắn hoặc là một gì đó có thể xảy ra. Thì mình có thể dùng chữ probably, hoặc là perhaps, hoặc là maybe, hoặc là possibly. Để cho nên cái câu thành phẩm của mình ở đây á, thì nó có thể là up to this point, hoặc là until now, hoặc là so far. Mình sẽ đặt câu hỏi hiện tại hoàn thành, quăng chữ have ra đầu tiên, tại vì chủ từ ở đây mình sẽ dùng we. Have we, probably, perhaps, maybe, possibly been so stupid, hoặc là foolish. Nhưng mà như vậy thì nó lại quá dài phải không ta? Cái câu gốc của nó chỉ có 12 chữ thôi, mà lại là tách ra làm hai phần, mỗi phần 6 chữ nữa. Cho nên khi mà chia ra như vậy đó, thì mình có thể đặt một câu là up to this point, until now is so far, have we. Và tiếp theo đó là những cái trạng từ chỉ cái sự không chắc chắn, nhét vô một cái thì nó lại quá nhiều. Mà một điểm chung của những trạng từ này, nó đều kết thúc bằng chữ y, maybe, hoặc là possibly, hoặc là probably á, những chữ này kết thúc bằng chữ y. Cho nên nếu vậy á, mình có thể dùng trạng từ ở câu thứ hai cũng để biến cái chữ ngu ngốc thành ra trạng từ luôn, và nó kết thúc bằng y. Và từ đó đó, biết thế nên mình đến lúc này, biết đâu là quá ngây dại. Cái bài hát gốc ở đây thì nó không có vần với nhau, nhưng mà nếu thử chúng ta làm cho nó vần thì sao nhỉ? Chúng ta làm được cái điều mà tác giả cũng không làm được đó. Thì chúng ta có thể đảo vị trí của các từ lại một chút xíu, nó sẽ thành ra là so far, have we, maybe. So far, have we, maybe. Mình xài được chữ y ở cuối, và từ đó mình có thể xài được một trạng từ ở câu thứ hai và kết thúc bằng chữ y luôn, để đảm bảo cho nó vần. Nhưng nếu mà mình xài nó ở dạng trạng từ á, thì bắt buộc mình phải xài động từ thường, chứ không thể xài là been được, been so stupid hoặc là been so foolish được. Mà mình sẽ xài một động từ thường,
mình có thể dùng chữ act, acted, có nghĩa là tại sao chúng ta lại cư xử hay chúng ta lại hành động một cách ngu ngốc như vậy, thì thành phẩm nó sẽ là so far have we maybe acted so foolishly. Đảm bảo được cả hai câu này đều vòng được cái chữ cuối luôn, mà nghe nó cũng lọt lỗ tai nữa ha. Tuy là nó có hơi biến đổi một chút xíu nhưng mà vẫn đảm bảo được cái nghĩa gốc nó đúng. Bây giờ là thành quả của đoạn đầu tiên nha. In my blanket, entanglement remain. In my fresh skin, fresh wounds I sustain. So far have we maybe acted so foolishly. Và đến đoạn thứ hai. Những lời yêu dấu thó ra dù em tôi cùng đàn anh tâu kẻ lấy tim bồi hồi, tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhòa và tôi đã mơ chuyện của chúng ta. Ok, đủ chữ. Câu đầu tiên, những lời yêu dấu thốt ra ru em tôi, có nghĩa là những lời nói tình cảm mà anh thốt ra dỗ dành tôi. Những chuyện này đã xảy ra quá khứ cho nên là mình sẽ dùng quá khứ đơn. Và ở đây lại là mình dùng bên đề quan hệ, một công thức rất là phổ biến ở trong tiếng Anh. Những lời nói tình cảm là words of love hoặc là words of affection. Và thốt ra có nghĩa là nói ra một điều gì đó. Nó có nghĩa là say, tell, speak hoặc là utter. Utter nghĩa lạ phải không? Cái chữ này cũng khá là hiếm dùng. Dỗ dành có nghĩa là làm cho ai đó dễ chịu hơn ha. Thì ở đây mình có các chữ như là comfort, calm hoặc là soothe. Thì thành phẩm ở đây mình sẽ có là words of love hoặc là affection, you said hoặc là told hoặc là spoke hoặc là uttered, quá khứ đơn. Comfort, calm, soothe me. Thì sau đó mình sẽ tuyển lại một cái câu ok nhất sẽ là words of love, you utter soothe me. Words of love you utter soothe me. Câu tiếp theo. Cùng đàn anh tao kẻ lấy tim bồi hồi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là bài hát hoặc là giai điệu anh chơi khẽ lay động trái tim tôi. Bài hát hoặc là giai điệu á, mình sẽ có những từ như là song, melody hoặc là tune. Chơi một bản nhạc nào đó mình sẽ dùng động từ play. Bồi hồi xao xuyến, tính từ mình có thể dùng những tính từ như là flustered hoặc là nervous. Khẽ là nhẹ nhàng ha, một cách từ tốn ha. Mình có thể dùng các từ như là softly hoặc là quietly hoặc là gently. Lay động trái tim tôi, mình sẽ có một trong hai cụm từ là move hoặc là touch my heart. Như vậy thành phẩm của mình sẽ có the song, melody, tune you played softly, quietly hoặc là gently, moved hoặc là touch my flustered nervous heart. Sau khi mình tỉ chọn lại á thì mình sẽ có một câu hoàn chỉnh, đó là the tune you played gently moved me. The tune you played gently moved me. Tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhòa. Tức là tôi cảm thấy rằng tôi quên đi những ngày tháng nhạt nhẽo buồn tẻ. Cảm thấy, mình có thể dùng chữ feel hoặc là think hoặc là believe. Quên là forget, ngày tháng là date, nhạt nhòa là dull, boring, monotonous, humdrum hoặc là tedious. Mình sẽ có câu thành phẩm là I felt I forget the dull, boring, monotonous, humdrum hoặc là tedious days. Sau khi mình rút gọn lại rồi á thì mình sẽ có một câu kiểu như là I felt I forget the dull days. Nhưng mà nếu mà câu này á muốn xài thì xài vẫn được, nhưng mà lại là nó không có vần thì câu này có thể tạm thời mình để như vậy đi. Mình sẽ kiểm tra cái câu tiếp theo như thế nào đó, tại vì cái câu tôi thi quên ngày tháng nhạt nhòa này á nó vần với lại câu tiếp theo và tôi đã mơ chuyện của chúng ta, nó vần cái chữ A ở cuối. Ừ, chữ nhòa với lại chữ ta nó có gọi là vần không ta? Chắc có mà ha. Cho nên một lát nữa mình sẽ quay trở lại câu này coi nó có ổn không, có cần phải chỉnh sửa độ chế về câu này lại không. Và tôi đã mơ chuyện của chúng ta, có nghĩa là và tôi đã mơ về chuyện tình của chúng ta.
mơ á, mình có thể xài động từ dream. Dream này đi với những giới từ như là about, hoặc là of, hoặc là that. Nếu mà that thì mình sẽ dùng nó mệnh đề. Chuyện này là chuyện tình, có thể là chuyện tình. Mình có thể dùng story, love story, hoặc là love affair. Mình sẽ có thành phẩm là and I dreamed of, hoặc là about our love story, hoặc là affair. Và khi rút lại mình sẽ có một câu hoàn chỉnh là and dream of our love affair. Of affair. Như vậy là chữ affair này mình sẽ có cái phần là phần e. Chắc lại câu hồi nãy ha. Tôi thấy quên đi những ngày tháng nhạt nhòa nhạt nhẽo. Thì ở đây mình cũng phải làm sao để cho nó có phần cuối là phần e. Phần e thì mình có thể dịch nó là I felt the dull days weren't there. Có nghĩa là tôi cảm thấy là những cái ngày tháng nhạt nhẽo nó không có đó nữa. Câu này bắt buộc phải dịch thoáng nếu mà mình muốn cho nó vần ở âm cuối. Phải đánh đổi. Và đây là thành quả của đoạn thứ hai. Words of love you, earth has told me. The tunes you played gently moved me. I felt the two days weren't there. And dream of our love affair. Đến đoạn thứ ba. Nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò, còn vài niềm riêng bối rối đầy gượng gạo. Tự dày vò không ngơi bao đêm thâu. Giờ tôi muốn anh hiểu hết tâm tình để lòng tôi lắng nghe. Đủ chữ rồi ha. Cái đoạn này không có vần ở cuối câu á. Không có câu nào có vần á. Chứng tỏ là cái lượng thông điệp với ý nghĩa của câu này quá nhiều á. Cho nên là nó rất là khó để mà vừa diễn đạt được tròn trịa, mà vừa cái âm điệu cũng phải đảm bảo để câu cuối phải vần. Hoặc là tại vì anh Quỳnh không muốn vậy thôi chứ. Cho nên là chúng ta tự do thoải mái dịch đoạn này ha. Khỏi cần vần. Câu đầu tiên. Nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò. Cái câu này nó hơi bị nghĩa đen quá rồi đó, cho nên mình khó dịch tiếng Việt nữa. Nhiều lần là many, numerous, a lot of, a great number of times. Bên nhau là together. Lúc mình có thể dùng while hoặc là when. Hẹn hò là dating. Mình sẽ dùng nó ở dạng danh từ. Vậy ra là cái câu thành quả của mình nó sẽ là many times we were together while dating. Thì làm sao rút được câu này ra còn có 7 âm tiết ta? Those times we were together. Tiếp. Còn vài niềm riêng bối rối đầy gượng gạo. Tức là sao? Còn lại vài nỗi niềm riêng tư bối rối và đầy gượng gạo. Còn lại là remain, stay, persist hoặc là linger. Mấy bạn đã đọc câu này rồi phải không? Vài á, thì mình sẽ có chữ several hoặc là some. À đặc biệt á, là cái chữ several này nè, có thể nhiều bạn đã biết và đang sử dụng rồi, nhưng mà có thể các bạn phát âm sai. Tại vì cái chữ này thì cho nó chỉ có 2 âm tiết thôi. Nó là several. Several. Nỗi niềm á, nó có thể là feeling, hoặc có thể là emotion, hoặc là những vấn đề như là matter hoặc là problem. Riêng tư mình có thể dùng các chữ như là personal, private, hoặc thậm chí là có thể dùng chữ bí mật ha, là secret. Bối rối là confusion. Đầy cái gì đó là full of, gượng gạo. Ở đây mình có thể dùng các từ như là forced, awkward, hoặc là uncomfortable, là khó chịu. Như vậy cái câu thành phẩm của mình nó sẽ là some, several, forced, awkward hoặc là uncomfortable, private, personal hoặc là secret, feelings, emotions, matters hoặc là problems, và cuối cùng là remain, stay, persist hoặc là linger. Tùy các bạn lựa chọn. Và cái câu này nó sẽ dẫn tới rất là nhiều cái biến thể khác nhau, nhưng mà mình phải giữ cái biến thể nào đó lại mà cho nó phù hợp nhất với lại cái cách dịch của mình, và nó phải đảm bảo là đủ cái âm tiết để có thể hát được. Thì câu gốc nó chỉ có 9 âm tiết thôi. Sau khi mình cân nhắc kỹ lưỡng á, thì có một cách dịch là forced emotions, confusion remained. Có nghĩa là những cái cảm xúc mà bị gượng gạo á, và những cái sự bối rối á, nó vẫn còn ở lại. Nếu hát thì nó sẽ là forced emotions, confusion remained. Đủ âm tiết. Từ giày vò không ngơi bao đêm thâu. Thì tức là ta tự giày vò chính mình không ngừng suốt bao đêm.
thì suốt bao đêm á, một khoảng thời gian dài á, lại là hiện tại hoàn thành tiếp, giày vò hành hạ làm tổn thương ai đó, tức là hurt, hoặc là torment, hoặc là torture, hoặc là cause suffering to. Chính mình là ourselves. Ourselves này nó là đại từ phản thân, không ngừng tức là liên tục. Thì ở đây mình có thể dùng là continuously, constantly, endlessly, repeatedly, persistently, unceasingly. Nhiều chữ dữ lắm, cho nên là một lát mình phải tùy chọn cái chữ nào hợp lý nhất. Bao đêm thì là every night, hoặc là night after night. Như vậy thành phẩm của mình sẽ có là we have hurt, tormented, tortured, caused sufferings to ourselves continuously, constantly, endlessly, repeatedly, persistently, unceasingly, every night, hoặc là night after night. Hơi phức tạp quá ha. Như vậy là để mà rút lại cho đủ 8 âm tiết á, tất cả những từ nãy giờ mình nói coi như bỏ đi hết, mình chỉ lựa những chữ nào gắn nhất thôi. Bây giờ nó chỉ còn lại là we have hurt ourselves every night. Nó sẽ như thế nào? We have hurt ourselves every night. Giờ tôi muốn anh hiểu hết tâm tình để lòng tôi lắng yên. Sắp giờ được khúc rồi đó, nhưng mà chưa, mình sẽ được khúc sau cùng. Đoạn này có nghĩa là bây giờ tôi muốn anh hiểu hết tâm tư của tôi để tôi được bình yên trong lòng. Bây giờ mình sẽ có những từ như là now, at the moment, at present, right now, at the present time, at the present, hoặc là at the moment, hoặc là at this time, hoặc là currently. Muốn, mình có thể có chữ want, hoặc là wish, hoặc là desire. Hiểu, hiểu là understand, realize, hoặc là hay dùng recognize là nhận ra được điều gì đó. Know, accept, hoặc mình có thể dùng các cụm từ như là be aware of, hoặc là sympathize with. Hết cái gì đó có nghĩa là hoàn toàn cái gì đó, thì mình sẽ dùng các trạng từ như là thoroughly, fully, completely, extensively, closely, meticulously, carefully. Và để ai đó, cho phép ai đó làm một hành động gì đó, mình có thể dùng let ai đó cộng với động từ nguyên mẫu, hoặc là allow, permit, enable ai đó cộng với động từ có to. Và tâm tình, tình cảm hay cảm xúc á, thì nó sẽ là các chữ feelings, sentiments, emotions. Bình yên hay là bình an thanh thản á, thì mình sẽ có các từ như là peaceful, calm, restful, pleasant, serene. Ở trong lòng thì tức là in my heart, hoặc là in my soul, hoặc là inside. Như vậy thì cái thành phẩm của mình á, ở cái câu này á, hơi giả mang một chút xíu nha. Thì đầu tiên á, mình sẽ có cái trạng từ chỉ bây giờ, thì nó sẽ là now, at the moment, at present, right now, at the present time, at the present moment, at this time, currently. Rồi tiếp theo đó là I want, hoặc wish, hoặc desire you to understand, realize, recognize, know, accept, be aware of, hoặc là sympathize with my feelings, sentiments, emotions, thoroughly, fully, completely, extensively, closely, meticulously, hoặc là carefully, let, hoặc là allow, hoặc là permit, hoặc là enable, my feelings, hoặc là sentiments, emotions, to be peaceful, calm, restful, pleasant, hoặc là serene. Nhưng mà khi mà mình nhắc tới một cái câu gọi là để cho ai đó an lòng, an tâm á, thì mình sẽ có một cái câu thành ngữ là put hoặc là set somebody's mind hoặc là heart at rest hoặc là at ease. Nếu mà các bạn biết cái thành ngữ này rồi á, thì các bạn có thể sử dụng nó được. Thì nó sẽ là now I want you to understand, set my heart at rest. Và đây là thành quả của đoạn thứ 3. Those times we were together, forced emotions, confusion remained. We have hurt ourselves every night.
Now I want you to understand, set my heart at rest. Vô điệp khúc đó, vô điệp khúc. Nhưng mà chưa, mình sẽ dịch đoạn thứ tư. Sau lời từ khấn, tôi về như lúc trước, không còn chung bước, chỉ có thêm đôi vé xưa in vào hình hài cuộc đời. Nhiều khi tôi không thể nói điều này đúng hay sai. Đủ từ. Sau lời từ khấn, tôi về như lúc trước, không còn chung bước. Hai câu này nó hơi ngắn, với lại có liên quan với nhau, cho nên là mình gom lại nha. Hai câu này có nghĩa là sau lời từ khước tình cảm của anh, tôi về với cuộc sống của tôi như lúc trước. Chúng ta không còn bước chung với nhau. Mình sẽ có giới từ là sau, cái mà mình phân tích ngay từ đầu bài đó. Tới bây giờ mới xuất hiện nè. Mình sẽ có thể dùng after hoặc là behind, nhưng mà cẩn thận, có thể sẽ dùng một thằng thứ ba nào đó khác nữa nếu mà hai cái này không được chuẩn. Lời khước từ, mình sẽ dùng một trong ba: the refusal, rejection hoặc là denial. Về, trở về, mình sẽ có return, go back hoặc là be back to cái gì đó. Cuộc sống là life, dễ. Như lúc trước là as before hoặc là like before. Không còn sẽ là no longer, no more hoặc là not cái gì đó anymore. Bước đi ha, thì sẽ là walk hoặc là go. Chung với nhau, together, with each other, with one another. Mình sẽ có thành phẩm là after hoặc là behind, the refusal, rejection, denial. I have returned hoặc là gone back hoặc là been back to my life as hoặc là like before. We no longer walk hoặc là go. Rồi mình sẽ có nguyên một cụm: together, with each other, with one another, no more. Hoặc mình có một cách biến đổi khác, cũng mang nghĩa phủ định, không còn nữa. Nó sẽ là we don't walk hoặc là go together anymore. Rút sao bây giờ? Câu này quá dài rồi. Lại là phải dùng cái cách diễn giải nào đó khác để mà nó ngắn gọn hơn hết mức có thể. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo được cho nó đúng cái nghĩa gốc của bài hát chứ. Dịch khác quá nó không có vui nữa. Sau lời từ khước, có nghĩa là sau cái lời từ chối của mình á, thì là mai, là tức là nhân vật của mình đó, bắt đầu sống trở lại cuộc sống như xưa. Cái lời từ khước nó tức là mốc thời gian. Và như vậy đó, các bạn có thể dùng cái từ sau này là từ since. Đó là một từ đi liền với mốc thời gian trong thì hoàn thành. Và đây mình có thể dùng là since the refusal. Tôi về như lúc trước, có nghĩa là tôi sống cái cuộc sống của ngày xưa. Như vậy có thể là since the refusal, I live the old life. Và tiếp theo nữa, không còn chung bước, có nghĩa là bây giờ tôi không có còn ai bên cạnh nữa. Mình có thể dịch nó thành là no one by my side. Tại sao phải dùng như vậy? Tại vì chữ side này nó sẽ vần với lại cái chữ life. Thành quả nó sẽ là since the refusal, I live the old life, no one by my side. Cái hay của cái câu gốc của anh Phan Mạnh Quỳnh á, tức là cái chữ khước, cái chữ trước và cái chữ bước, ba chữ này nó vần với nhau. Thì tôi không có dịch được để mà cho nó vần được như vậy, cho nên là chỉ còn có cách này để chữa cháy thôi. Tức là cái chữ since the refusal á, cái chữ O này nè, nó vần như là chữ O ở bên cái chữ O life. Và trong khi đó thì cái chữ life thì nó lại vần với cái chữ side ở bên dưới ha. Tức là since the refusal, I live the old. Và chữ life này nó vần với lại cái chữ no one by my side ha. Nó vần đúng không? O, I. Đó, cũng có vần mà đúng không các bạn? Cái mà nó có đi. Có. Chỉ có thêm đôi vé xưa in vào hình hài cuộc đời. Tức có nghĩa là chỉ có thêm vài vết xước in hằn vào cuộc đời tôi. Chỉ mình có thể dùng là only hoặc là just. Có điều gì đó, tức là con thứ liệt kê there cộng với lại be. Tức có nghĩa là một thứ gì đó nó có tồn tại. Mà đặc biệt cái chỗ này bạn phải phân biệt giữa there cộng be và chữ have. Trong khi đó đó, there cộng be có nghĩa là mình liệt kê ra, mình kể ra thứ gì đó nó có tồn tại. Nhưng mà còn đối với từ have đó, tức là có mà mang tính sở hữu. Ví dụ như there is a watch, có nghĩa là có một cái đồng hồ, biết nữa, nằm trên bàn hay ở đâu đó đó. Và sau khi mình lút lấy cái đồng hồ đó, nó thành là của mình, thì nó sẽ là I have a watch. Tức là như vậy.
thêm cái gì đó, tức là more cộng với lại danh từ vài vài cái gì đó ha, thì mình cũng có những chữ như là some hoặc là several. Và đôi khi mình có thể dùng được cả một cụm từ là a couple of cái gì đó. Vết xước ở đây á, dịch đúng luôn, chuẩn luôn, thì mình sẽ có chữ scratch. Còn nếu không, mình có thể dùng là vết cắt, thì nó không giống cho lắm, nó sẽ là chữ cut hoặc là dấu vết. Dấu vết là chữ mark. Hoặc nếu mà theo một nghĩa tiêu cực hẳn hoi luôn, thì mình có thể dùng là injury, là vết thương. In vào cái gì đó, mình sẽ dùng động từ imprint. In hoặc là on. Như vậy thành quả của mình sẽ là there are only hoặc là just a couple of hoặc là some hoặc là several more scratches, cuts, marks, injuries imprinted in my life. Lại quá dài rồi. Rút nó lại thì mình chỉ còn là with only more scratches imprinted in my life. Tức là with only more scratches imprinted in my life. Nhiều khi tôi không thể nói điều này đúng hay sai. Tức là nhiều khi tôi không thể nói rằng điều này là đúng hay sai. Ủa là dịch chưa? Nhiều khi là sometimes hoặc là many times. Không thể tức là cannot hoặc là rút gọn lại là can't. Be not able to cộng với động từ hoặc là be not capable of cộng với động từ thêm in. Nói thì cũng giống như hồi nãy vậy đó. Say, tell, speak hoặc là utter. Điều này thì là this hoặc là it. Đúng hay sai thì mình sẽ có những cặp từ đối nghĩa với nhau như là right or wrong, true or false, correct or incorrect. Và thành quả của mình sẽ là sometimes hoặc là many times, I can't, I'm not able to, I'm not capable of, say hoặc là saying. Nếu mà mình dùng capable of, tất cả đằng sau mình phải thêm in hết. Nhưng mà thôi, mình sẽ lấy là I'm not able to và can't đi cho nó gọn nha. Say, tell, speak, utter that this is right or wrong. Hoặc mình sẽ xài các cụm từ khác như là true or false, correct or incorrect. Nhưng mà như vậy vẫn quá dài phải không? Và mình phải rút nó lại nữa. Nó sẽ thành ra là sometimes I can't tell if this is right or wrong. Và đây là thành quả của đoạn thứ tư. Since the review show I live the old life, no one by my side, with only small scratches imprinted in my life. Sometimes I can't tell if this is right or wrong. Đến đoạn thứ 5, trước khi vào điệp khúc là đoạn 6, đoạn 7 ha. Tôi lại gai góc, giấu đi ưu tư để ngăn mình bận không. Những chuyện đã qua sao phải giữ trong lòng chi nữa. Chắc tôi khiến cho chính tôi cứ thêm đớn đau đây thôi. Đủ chữ, vô câu đầu tiên. Ngắn quá chắc ráp luôn câu thứ hai. Tôi lại gai góc, giấu đi ưu tư để ngăn mình bận không. Khá là chuẩn rồi, khá là rõ nghĩa rồi, khỏi dịch nữa. Gai góc tức là gai góc tức là mình khó khăn khó tánh ha, trong mối quan hệ với người khác hay là làm cho người ta cảm thấy khó chịu để giữ khoảng cách giữa mình với người ta. Thì trong phim này á, là chị Mai không muốn bản thân phải tổn thương lần nữa bởi vì tình yêu, thì mình có thể dùng cái chữ thorny lại. Nó sẽ là again, once more hoặc là one more time. Che giấu một cái gì đó là hide hoặc là conceal hoặc là obscure. Ưu tư lại là những suy nghĩ này kia trong lòng á, những cái cảm xúc này nọ đó. Có thể là feeling, emotion, concern, anxiety hoặc là worry. Mấy cái cuối cùng thì nó mang nghĩa hơi tiêu cực, tùy vào cái cách mà mình muốn diễn đạt cái câu này thôi. Còn để làm một cái gì đó đó, mình có thể dùng đơn giản là một chữ to. Nhưng mà nếu mà mình muốn kiểu ngựa hơn á, mình có thể xài các cụm từ như là so as to hoặc là in order to. Ngăn cản ai đó làm một việc gì đó. Có thể là prevent hoặc là stop hoặc là keep ai đó from, động từ thêm in. Mình là chính mình đó, là myself, cũng là đại từ phản thân. Bật khóc ở đây sẽ là burst into tears. Hoặc đơn giản các bạn có thể xài một chữ là chữ cry hoặc là chữ weep hoặc là chữ sob. Như vậy thành quả của mình ở đây sẽ có I'm thorny again, hide, conceal, obscure,
my feelings, emotions, concerns, anxieties, worries. 2. So as to, in order to, prevent or stop or keep myself from bursting into tears, crying, weeping hoặc là sobbing. Như vậy, rút gọn nó lại để mà hát đủ câu này thì nó sẽ là hide my feelings, I'm thorny again, keep myself from weeping. Tức là mình sẽ giữ lại cái cặp từ vần với nhau, tôi lại gai góc để ngăn mình bật khóc. Ở trong tiếng Việt là chữ ốc. Còn cái câu của mình dịch thì mình sẽ cố gắng giữ lại cho nó cái chữ là phần y và phần in. Hide my feelings, keep myself from weeping. E, e, feeling, weeping. Hay ha, hay ha. Trời ơi, sao mà đỉnh như vậy trời. Câu này sẽ là hide my feelings, I'm thorny again, keep myself from weeping. Mời đẹp, mời đẹp. Những chuyện đã qua sao phải giữ trong lòng chi nữa. Tại sao tôi phải giữ những chuyện đã qua trong lòng? Phải á, thì mình sẽ có have to hoặc là must. Thì đối với nhiều bạn á, thì có thể là các bạn sẽ không phân biệt được giữa chữ have to và chữ must. Nhưng mà thực chất hai chữ này nó khác nhau một chút xíu. Nó không thay thế cho nhau hoàn toàn được đâu. Đối với have to á, có nghĩa là khách quan. Còn đối với must, nó là chủ quan. Tức là sao? Tức là trong những trường hợp mà bạn phải bị tình huống khách quan ép bạn phải làm á, thì bạn sẽ ưu tiên dùng chữ have to hơn. Còn trong những tình huống nào mà bạn cảm thấy tự mình muốn làm á, thì bạn sẽ dùng chữ must. Giữ cái gì đó lại, tức là keep hoặc reserve hoặc là shelter hoặc là save. Chuyện hoặc là sự việc gì đó, mình có thể dùng từ incident, event hoặc là happening hoặc là occurrence hoặc là matter. Đã qua tức là past, tính từ. Trong lòng là in my heart hoặc là inside, hồi nãy mình dịch rồi. Như vậy thành phẩm của câu này sẽ là why must I keep, preserve, shelter, save the past incidents, events, happenings, occurrences hoặc là matters in my heart hoặc là inside. Như vậy khi mà rút câu này lại để mà cho nó hay á, thì mình có một ý kiến. Why must my heart shelter the past happenings? Các bạn thấy gì không? Các bạn thấy gì không? Mình giữ lại được cái chữ in. Chữ in này nó sẽ vần với lại hai câu phía trước. Là có nghĩa là mình đã làm được cái chuyện mà ngay cả anh Phan Mạnh Quỳnh cũng không làm được. Để coi câu cuối mình có thể giữ chữ in nữa không nha. Là nguyên đoạn này, cái cuối cùng của nó đều là in hết. Chắc tôi khiến cho chính tôi cứ thêm đớn đau đây thôi. Tức có nghĩa là chắc tôi đang khiến cho chính mình thêm đau đớn. Chắc sẽ là maybe, perhaps, possibly, probably. Khiến cho cái gì đó sẽ là make, cause, bring cái gì đó to cái gì đó, hay là lead ai đó to cái gì đó. Đau đớn, đau khổ thì sẽ là suffering, hoặc là misery, grief, anguish, hoặc là distress. Như vậy thành phẩm của câu này mình sẽ có maybe, perhaps, possibly, probably, I make, cause, bring, or lead myself to more suffering, misery, grief, anguish, distress. Vẫn là quá dài. Và bây giờ chúng ta sẽ mang cho con này một phép màu dịch thuật. Maybe I am causing myself more suffering. Bằng cách là mình sẽ đem maybe ra đằng trước để mà cho câu này hát được ok hơn, hay hơn. Maybe I am causing myself more suffering. Giữ được cái chữ in lần thứ tư. Giữ được cái chữ in đến lần thứ tư. Tức là nguyên đoạn này kết thúc của nó toàn là chữ in. Quá hay, quá hay. Anh Phạm Mạnh Quỳnh ơi, em heo anh Phạm Mạnh Quỳnh ơi. Và đây là thành quả của đoạn thứ năm. Hide my feelings, I'm thorny again, keep myself from weeping. Why must my heart shelter the past happenings? Maybe I am causing myself more suffering. Và bây giờ chúng ta đến đoạn 6, cũng là đoạn điệp khúc thứ nhất. Mình ở sau đôi ta,
lại chẳng xuất phát đi trong một chuyến ga đài. Đã là viết trước câu chuyện yêu không vui, thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người, tại hẹn nơi khác nhé. Đủ từ. Và các bạn thấy gì không? Cái đoạn này lại may mắn là không có câu nào vần âm cuối hết, cho nên là nếu được thì mình cho nó vần, còn nếu không thì thôi. Tự do mà dịch. Chúng ta vào câu đầu tiên nha. Chắc là phải ghép cái câu 2 luôn cho tiện dịch ha. Mình à, sao đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời. Tức là người yêu à, tại sao chúng ta không thể xuất phát cùng một chuyến đi hoặc là hành trình của cuộc đời. Mình à ở đây có nghĩa là người yêu à, người yêu ơi đồ đó. Thì khi đó mình có cách dịch là honey, hoặc là my dear, my lover, my love, hoặc là my darling. Đối với từ xuất phát thì mình sẽ có từ depart for, hoặc là mình có thể dùng cái chữ leave for. Nhưng mà leave for nó lại mang có nghĩa là mình rời cái gì đó đi để tới một cái gì đó khác. Cái nghĩa nó hơi rộng so với cái từ mà mình muốn dịch trong trường hợp này, cho nên có thể mình sẽ không dùng chữ leave for. Cùng một cái gì đó sẽ là the same hoặc là mutual. Chuyến đi hay hành trình mình sẽ có hai từ là journey hoặc là trip. Cuộc đời là life. Như vậy câu này mình sẽ có thành phẩm là honey hoặc là my dear, my lover, my darling. Why can't we depart hoặc là leave for the same hoặc là mutual journey hoặc là trip of life. Như vậy khi mà rút gọn hai câu này lại thì nó sẽ ra như thế nào ta? My dear, why can't we depart for the same journey of life? My dear, why can't we depart for the same journey of life? Journey of life. Như vậy là nó có 14 chữ, nhưng mà cái câu này nó tới 15 chữ lận. Mình à sao đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời. Mình thiếu một chữ ở đâu đó rồi. My dear, why can't we? Nếu mà cả hai ta đều không thể xuất phát cùng một chuyến đi á, gom chung quy lại, chúng ta sẽ có both. Như vậy mình sẽ có thành phẩm là my dear, why can't we both depart for the same journey of life? Đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui. Tức là chúng ta đã vô tình viết trước câu chuyện tình yêu không vui. Vô tình tức là sao? Unintended, unintentionally, accidentally, hoặc là unexpectedly. Viết là write, hoặc là làm ra một câu chuyện tình yêu không vui ha. Mình có thể dùng chữ make, nhưng mà nó sẽ không chuẩn bằng chữ write. Làm một cái gì đó trước, làm trước một cái gì đó, mình sẽ có từ before, hoặc là các cụm từ như là in advance, ahead of time, hoặc là beforehand. Câu chuyện tình yêu thì là love story, không vui thì là unhappy, sad, miserable, sorrowful, heartbreaking, hoặc là tragic. Như vậy thành phẩm của chúng ta sẽ là we have unintentionally, accidentally, hoặc là unexpectedly written, hoặc là made, hoặc là unhappy, sad, miserable, sorrow, heartbreaking, tragic love story. Before, hoặc là in advance, hoặc là beforehand, hoặc là ahead of time. Lại quá dài. Đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui. 9 chữ là 9 âm tiết, có 9 âm tiết thôi. Câu này quá dài rồi. Mà các bạn thấy không, cái chữ vô tình á, nó đã là unintentionally, một chữ thôi mà nó đã hết 6 âm rồi. Như vậy phải tìm cách nào đó rút nó lại. Một câu chuyện tình yêu buồn mà chúng ta đã vô tình viết ra được. Như vậy có thể mình sẽ rút lại chỉ còn là unintended sad love story. Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người. Tức là xin hãy tha thứ cho tôi vì đã không thể đợi đến lúc gặp anh. Xin, xin ai đó làm cái gì đó là please. Thì từ please này á, nó không chỉ là lời khẩn cầu mà đôi khi nó còn là lời yêu cầu tế nhị nữa. Tha thứ là forgive. Vì một lý do gì đó, mình có thể dùng because, as for, hoặc là since. Và tiếp theo đó là một mệnh đề. Thì ngoài việc mình dùng mệnh đề ra, thì nếu mà các bạn muốn dùng một cụm từ á, thì các bạn có thể dùng các từ thay thế như là because of, hoặc là due to, hoặc là thanks to, hoặc là owing to. Chờ đợi tức là wait, hoặc là hold on, hoặc là stay put,
hoặc là stick around, có nghĩa là chờ một việc gì đó xảy ra, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đến lúc là until hoặc là till. Gặp ở đây thì là meet hoặc là see, hoặc là nếu mà mình gặp gỡ ai đó một cách bất ngờ á thì mình sẽ dùng run into. Nhưng mà trong trường hợp này theo mình nghĩ thì chắc không phải là gặp bất ngờ đâu. Rồi, như vậy thành quả của mình sẽ có please forgive me because, as, for hoặc là since, I can't wait hoặc là hold on hoặc là stay put hoặc là stick around until I see hoặc là meet you. Như vậy thì nếu mà câu này mình rút lại thì nó chỉ còn cái gì đó ta? Tôi không thể chờ đợi được anh, hãy tha thứ cho tôi. Nó có thể là I cannot wait for you, please forgive me. Và khi mà mình đặt một câu như vậy đó thì cái từ me ở cuối câu này nó lại vần với lại cuối câu trước là love story, là vần y. I cannot wait for you, please forgive me. Nghe hay không? Nghe hay không? Hay chứ còn gì nữa. Thì tuy là tác giả không có cho bản gốc nó có vần á, nhưng mà mình cho nó vần luôn để bù đắp lại cho những câu ở trên mà mình có lỡ mà nó không có vần, hay là vần kiểu vần pha ke, vần nửa mùa thì câu này nó bù lại được. Đành hẹn nơi khác nhé, tức là tôi đành phải hẹn gặp anh ở nơi khác. Câu này cũng hơi rõ nghĩa rồi. Đành phải làm một cái gì đó, tức là mình sẽ xài công thức là can't help cộng với động từ thêm in, hoặc là mình có thể dùng can't help but cộng với lại động từ nguyên mẫu. Gặp thì cũng là see hoặc là meet. Nơi khác thì là somewhere else hoặc là elsewhere. Như vậy thành phẩm của câu này sẽ là I can't help seeing hoặc là meeting, hoặc mình sẽ xài là help but see hoặc là meet you somewhere else hoặc là elsewhere. Đành hẹn nơi khác nhé, thì tức là hy vọng là gặp anh ở nơi khác thôi chứ sao giờ, thì đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa. Thì cái câu này nếu mà mình giữ câu gốc không thể nào nét vừa những 5 âm tiếng hết, cho nên là nếu mà biến đổi vậy thì nó hơi quá. Nhưng mà thôi, mình không còn cách nào khác nữa. Mình có thể nói là hope to see you elsewhere, hy vọng sẽ gặp anh ở nơi khác. Và đây là thành quả của điệp khúc đầu tiên. My dear, why can't we both depart for the same journey of life? An unintended sad love story, I cannot wait for you, please forgive me, hope to see you elsewhere. Chúng ta gần đi hết bài hát rồi đó, chỉ còn đoạn 7 là đoạn điệp khúc cuối cùng nữa thôi là xong. Yeah! Đừng buồn ôi yêu thương ơi, vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều. Sẽ rồi anh mắt trông theo từ xa, mong sao tháng năm bạn tôi đi khỏi nơi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận. Đủ từ, đủ âm, lại là không có vần. Nhưng mà để coi bản dịch của mình có thể làm cho vần được không. Nếu được thì vần, không được thì thôi. Câu đầu tiên nha. Đừng buồn ôi yêu thương ơi, tức là đừng buồn nhé người yêu ơi. Đây là câu cầu khiến ha. Nếu mà là câu cầu khiến á thì chúng ta có thể không để chủ từ vào, bắt đầu bằng động từ luôn. Nó có thể sẽ là don't be unhappy, sad, miserable, sorrowful, heartbroken, tragic. Yêu thương ơi, honey, hay là my dear, my lover, my darling. Và khi rút lại với cậu có 6 âm á thì mình có thể rút nó lại thành là don't be sad my love, vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều. 10 âm. Đoạn này tức có nghĩa là vì anh đã mang đến cho tôi thật nhiều hạnh phúc. Đã mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc. Tính cho tới thời điểm này, tức là thì hiện tại hoàn thành. Vì sẽ là because, as, for, since cộng với lại mệnh đề. Mang đến là bring hoặc là make, làm cho tôi vui, thì nó cũng nghĩa tương tự như vậy. Thật nhiều là so much hoặc là many. À, sang hỏi các bạn á, là much và many nó khác gì nhau, thay thế cho nhau hoàn toàn được không? Đúng rồi đó. Much là dùng cho danh từ không đếm được, many thì là dùng cho danh từ đếm được. Tất cả đều là nhiều hết, nhưng mà khác nhau về cách dùng. Hạnh phúc, đúng vậy. Hạnh phúc là cái từ mà bạn đoán được đó. Đúng rồi, cái từ đó. Nó chính là delight. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Không, đùa xíu. Happiness phải không? Bạn đoán happiness phải không? À, đoán delight cũng được. Hoặc là ngoài cái chữ delight và happiness này ra thì mình có thể dùng các từ khác như là pleasure hoặc là cheerfulness. Và thành phẩm của mình sẽ là
Because as for since, you have brought me so much happiness. Hoặc là made me so happy. Như vậy bản dịch cuối cùng sẽ là For you have brought me so much happiness. For you have brought me so much happiness. Sẽ rồi anh mắt trông theo từ xa. Tức là tôi sẽ dõi theo anh từ xa. Dõi theo ở đây á, tức có nghĩa là lo lắng hoặc là quan tâm. Mình có thể dịch là watch over, hoặc là observe, hoặc là keep an eye on ai đó. Từ xa ở đây mình sẽ có trạng từ là from afar, hoặc là from a long distance away. Như vậy thành phẩm của mình sẽ có I will watch, hoặc là observe, hoặc là keep an eye on you from afar, hoặc là from a long distance away. Và các bạn biết rồi đó, mình phải chọn những chữ nào để đưa ra bản dịch cuối cùng. Những từ ngắn nhất, chứ không thể nào dài được. Và bản dịch cuối cùng sẽ là I watch over you from afar. Rồi chúng ta đến chùm cuối của bài này nha. Câu cuối cùng mà cũng là câu dài nhất của cả bài. Mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nó khác khoai tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận. Lãng quảng là nó sẽ không đủ, hoặc là nó bị dư, hoặc là bị thiếu mấy âm á. Đoạn này có nghĩa là hy vọng là thời gian mang tôi đi xa khỏi nỗi tiếc thương khắc khoải khi tôi bỏ lỡ danh phận của mình. Mà danh phận của mình tức là sao ta? Theo cảm nhận của mình thôi nha, thì là cái từ danh phận này nó mang đậm cái nghĩa của tiếng Việt mình quá. Danh phận của một người phụ nữ, danh phận của một người vợ, kiểu hứa hẹn nhau và trao cho nhau danh phận các kiểu đó. Thì cái cách dịch này á, sang tiếng Anh thì nó sẽ khá là sượng. Danh phận, địa vị ha. Ở bên tiếng Anh á, thì mình sẽ có những chữ như là status, hoặc là position, hoặc là mình sẽ có thể dùng chữ identity, tức là cái thân phận, danh phận, vị trí hay là địa vị của ai đó. Nhưng mà tất cả những chữ này á, theo mình cảm nhận, nó đều không bộc tả được cái hay của chữ danh phận của tiếng Việt. Rất là khó để có thể xài thay thế được. Thì ngoài ra những chữ còn lại, hy vọng sẽ là hopefully, hoặc là optimistically, hoặc là confidently. Thời gian thì là time. Mang tôi đi khỏi là take, hoặc là bring me away from cái gì đó. Rồi tiếc thương đau khổ nữa nè, hình như mình đã dịch rồi á, thì nó là grief, hoặc là sadness, misery, anguish, distress, hoặc là suffering. Rồi bỏ lỡ một cái thứ gì đó thì tức là miss, hoặc là failed to get, hoặc là failed to catch. Nếu mà giả sử mình chấp nhận cái chữ danh phận á là một trong ba cái từ mà mình vừa nói ở trên á, thì cái câu thành phẩm của mình nó có thể sẽ là hopefully, optimistically, confidently, time, take, or là bring me away from the sadness, or the grief, or the misery, anguish, distress, suffering, when I miss, or là fail to catch, or là get my status, position, or là identity. Tất cả những từ này mình đều cảm thấy không thỏa đáng khi mà dịch cái nghĩa là cái từ danh phận. Mà danh phận ở đây có nghĩa là gì ta? Có phải là những lời hứa hẹn không? Những lời thề nâu hẹn biển mà mình đã nói ngay từ đầu không? Thì nếu mà chỗ này á, để mà dịch cho nó hay á, mà không bị làm mất đi cái hay của chữ danh phận á, bắt buộc mình sẽ không thể dùng một trong ba chữ status, position hoặc là identity được. Mình sẽ có thể dùng là chữ lost promises, những lời hứa đã mất. Và thành phẩm cuối cùng của mình á sẽ là time hopefully takes me away from the grief over the lost promises. Tức là mình sẽ sử dụng từ grief thay thế cho tất cả các từ còn lại cho cái sự khắc khoải tiếc thương. Và khi mình dùng chữ grief, mình có thể dùng giới từ là over cái gì đó. Và câu này sẽ hát như sau. Time hopefully takes me away from the grief over the lost promises. Và đây là thành quả cuối cùng của đoạn cuối. Don't be sad my love, for you have brought me so much happiness. I watch over you from afar. Time hopefully takes me away from the grief over the lost promises. Cái đoạn này không làm cho vần nổi rồi. Anh Quỳnh không làm cho nó vần được thì mình cũng không nhờn được. Đoạn này khó thiệt. Khó for real.
Vậy là chúng ta đã dịch xong bài hát sau lời từ khước của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát chủ đề của phim Mai, được đạo diễn Bảy Trấn Thành và ra rạp vào dịp Tết năm nay 2024. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành với mình đến cuối video. Trong quá trình dịch á, thì nếu các bạn có điều gì muốn thảo luận, đóng góp hay thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới nha. Mình cũng rất vinh hạnh nếu các bạn có những cách dịch nào khác mà hay hơn cách dịch của mình, để mình có thể tiếp thu và học hỏi thêm kinh nghiệm. Và sau bài hát này á, nếu mà các bạn có đề xuất muốn mình dịch tiếp bài hát nào khác thì hãy cho mình biết nha. Mà cũng không biết là mấy cái video này của mình có ai quan tâm không nữa, hy vọng là có. Trước khi kết thúc video này á, thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả những từ vựng và ngữ pháp đã được đề cập từ đầu cho tới giờ, thì mong là nó sẽ hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Mình sẽ cover đầy đủ bài hát này và cùng nhau dịch những bài hát kế tiếp. Thank you and see ya.